Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh VN Live của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị một loạt bài về Biển Đông. Đặc biệt rằng mối nguy tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc trên Biển Đông. Những ngày qua liên tục có nhiều thông tin liên quan tàu ngầm Trung Quốc vốn là lực lượng có nguy cơ gây bất ổn trên Biển Đông. Số lượng tăng nhanh trong những ngày qua, cơ quan khảo cứu quốc gia và Quốc hội Mỹ tiếp tục cập nhật báo cáo mới về sự phát triển của Hải quân Trung Quốc. Báo cáo chỉ ra Trung Quốc đang cấp tập tăng cường sức mạnh tàu ngầm. Cụ thể, theo báo cáo thì Bắc Kinh đang có khoảng 66 tàu ngầm các loại và sẽ tăng lên 76 chiếc vào năm 2030. Trong số đó, lực lượng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã có hơn 10 chiếc. Chưa đầy một tuần sau khi báo cáo trên được công bố, vào ngày 10 tháng 12 vừa qua, truyền thông quốc tế đưa tin Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động thêm 2 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và có thể mang theo tên lửa đạn đạo tích hợp đầu đạn hạt nhân. Hai tàu này được cho là bản nâng cấp mới của tàu ngầm tiếp 094 lớp tấn công, có độ choáng nước khoảng 11.000 tấn, nguy cơ đe dọa ở Biển Đông. Ngày 5 tháng 12 vừa qua, chuyên san The National Interest đăng tải bài phân tích cho rằng tàu ngầm hạt nhân tiếp 094 vẫn tồn tại những nhược điểm nhất định. Điển hình là quá ồn ào. Cụ thể, một báo cáo đã chỉ ra rằng tàu ngầm lớp tấn công có một lỗ hổng thiết kế ở phía sau thân tàu. Vị trí này gần các hầm tên lửa nên có thể tạo ra hiệu sóng âm khiến đối phương phát hiện ra. Vì thế, bài phân tích cho rằng tàu ngầm tiếp 94 chưa đủ sức trở thành phương tiện răn đe hạt nhân ở cấp độ toàn cầu, nhưng vẫn đủ sức trở thành một sức mạnh đáng gờm ở cấp khu vực và ví dụ là tại khu vực Biển Đông. Thực tế, mối lo về tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc trên Biển Đông đã được đề cập gần đây. Cụ thể, Ấn Độ từng lên tiếng lo ngại việc tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc hoạt động ở Ấn Độ Dương. Theo hải trình thì nhiều khả năng trước khi đến Ấn Độ Dương, tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đã hoạt động tại Biển Đông. Hồi tháng 9 vừa qua, Cục Hải Nam thuộc Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết đã triển khai mạng lưới thiết bị bay không người lái UAV ở Biển Đông để theo dõi giám sát những thực thể và vùng biển xa bờ. Trả lời thanh niên xung quanh diễn biến này, khi đó giáo sư tiến sĩ Stefan Robert Nagy thuộc Đại học Cơ đốc giáo quốc tế Nhật Bản, học giả tại Quỹ châu Á Thái Bình Dương ở Canada, lo ngại UAV có thể giúp Trung Quốc thu thập các thông tin về địa hình trong lòng biển, độ sâu và dòng chảy. Đó là những cơ quan quan trọng để Bắc Kinh triển khai các phương tiện thiết bị dưới mặt nước để kiểm soát khu vực. Qua đó, Trung Quốc có thể triển khai và đẩy mạnh hoạt động tàu ngầm. Ông Nagy đặt vấn đề liên quan nội dung này. Trả lời thanh niên ngày 10 tháng 12 vừa qua, tiến sĩ Satoru Nagao, Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ nhận xét Trung Quốc có thể biến Biển Đông thành một vành đai phòng thủ được triển khai cùng với vũ khí hạt nhân dựa trên chiến lược phong tỏa chống tiếp cận nhằm vào Mỹ. Và để đạt mục tiêu như thế thì khả năng là Bắc Kinh tìm cách điều động tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo hạt nhân đến Biển Đông. Và thực tế thì Bắc Kinh đang cố tìm cách để kiểm soát Biển Đông nhằm hạn chế sự hiện diện của tàu chiến, máy bay Mỹ để loại bỏ rủi ro tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc bị phát hiện khi hoạt động tại vùng biển này.
Tiến sĩ Nagao cho rằng để giải quyết mối nguy này thì Washington cũng nên điều động tàu ngầm đến Biển Đông. Tất nhiên là sự điều động đó phải trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Khi hiện diện tại Biển Đông, tàu ngầm Mỹ có thể kiềm chế các hoạt động đáng lo ngại của tàu ngầm Trung Quốc. Kèm theo đó, Washington có thể tăng cường điều động máy bay săn ngầm lẫn tàu chiến nổi. Không chỉ Mỹ mà các nước ngoài khu vực như Anh, Pháp, Canada hay các thành viên trong tứ giác an ninh Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng cần đưa tàu chiến, máy bay đến Biển Đông để phòng ngừa tàu ngầm Trung Quốc. Thực tế, theo tiến sĩ Nagao, cuộc tập trận hải quân Mỹ-Úc gần đây trên Biển Đông có lẽ cũng đã bao hàm cả mục đích vừa nêu ra. Nếu cộng đồng quốc tế không cùng hợp phối thì khi tàu ngầm Trung Quốc hoạt động ở Biển Đông còn có thể đe dọa an ninh thế giới. Tên lửa đạn đạo JL-12 đã được trang bị trên tàu ngầm lớp tấn công. Loại tên lửa này có thể mang theo đầu đạn hạt nhân với tầm bắn lên đến 7.200 km, nên từ vùng duyên hải của Trung Quốc có thể đe dọa nhiều quyền lợi của Mỹ. Mỗi tàu ngầm hạt nhân lớp tấn công có thể mang theo 12 tên lửa JL-12. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đã trang bị tên lửa đạn đạo JL-1 có thể mang đầu đạn hạt nhân và tầm bắn khoảng 1.700 km trên tàu ngầm hạt nhân. Như vậy chúng ta thấy giả tâm của Trung Quốc rất là lớn ở Biển Đông. Trong những ngày gần đây thì Trung Quốc gia tăng việc tăng cường tàu ngầm cũng như tàu chiến, và còn một lực lượng đáng gờm nữa, đó là những tàu đánh cá của Trung Quốc. Và thật sự những tàu đánh cá này chúng ta cũng biết rằng đó là những chiếc tàu bán vũ trang, và những ngư phủ trên những chiếc tàu đánh cá này thật sự ra là một lực lượng quân nhân của Trung Quốc chứ không phải là một những người dân bình thường. Đó là một cái điều đáng cảnh báo đến thế giới. Chúng ta tiếp theo bản tin ngày hôm nay. Trung Quốc phát triển tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm tầm bắn 12.000 km. Theo Tuổi Trẻ Online, đội ngũ nghiên cứu vụ bắn thử tên lửa đạn đạo JL-3 phóng từ tàu ngầm nằm trong số 10 ứng cử viên được đề cử giải thưởng sáng tạo quốc gia của Trung Quốc. Trung Quốc chưa chính thức xác nhận họ đang phát triển tên lửa JL-3 hay Bisway, nhưng Hải quân Trung Quốc đã thử nghiệm tên lửa này theo bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Quân đội Giải phóng Nhân dân, được gọi tắt là BLA, đang phát triển thế hệ JL-3 thứ 3 với tầm bắn lên đến 12.000 km, có khả năng bay thẳng tới Mỹ nếu phóng từ bờ biển Trung Quốc. Bắc Kinh đã thực hiện vài đợt phóng thử trong năm 2018 và năm 2019. Phía Trung Quốc cho biết đợt thử tên lửa JL-3 phóng từ tàu ngầm không nhằm vào quốc gia nào, chỉ để phục vụ mục đích phòng thủ. JL-3 được phát triển từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DS-41, dự kiến trở thành vũ khí chính của tàu ngầm hạt nhân chiến lược TIP-096 vào năm 2025 của Trung Quốc. JL-3 mang được 5-7 đầu đạn với tổng sức tấn công tương đương 240.000 tấn thuốc nổ TNT. Chúng ta thấy một lượng rất là khủng khiếp. Tên lửa đời trước là JL-2 có tầm bắn 7.400 km, được triển khai trên các tàu ngầm hạt nhân TIP-094A để tuần tra vào năm 2015. Bên cạnh nhóm nghiên cứu vụ phóng JL-3, nhiều cá nhân từ các tổ chức nghiên cứu quân sự và không gian cũng được đề cử cho giải thưởng khoa học hàng đầu của Trung Quốc. Trong đó nổi bật là động cơ hàng không vũ trụ tiên tiến có thể được dùng để cung cấp năng lượng cho tên lửa hành trình và máy bay siêu âm.
Mức độ tiến bộ của Trung Quốc trong các công nghệ như vậy vẫn chưa được làm rõ, nhưng việc đề cử giải thưởng khoa học cho thấy công tác nghiên cứu quan trọng đã được hoàn thành. Các nhà khoa học nghiên cứu thế hệ hệ thống lắp ghép trạm vũ trụ đã giành được giải thưởng khi tìm ra cánh kết nối tàu vũ trụ một cách an toàn và hiệu quả với trạm vũ trụ trên quỹ đạo khi cả hai đang di chuyển với vận tốc 7,9 km. Thật sự, như chúng ta cũng đã biết, trong những năm gần đây thì về phía quân sự của Trung Quốc đang phát triển một cách rất là mạnh. Như chúng ta cũng biết rằng Trung Quốc cũng mới đây cũng đã công bố danh sách là sách trắng quốc phòng. Như vậy thì tại sao Trung Quốc phải làm như vậy? Bởi vì xin thưa với quý vị, Trung Quốc muốn bá chủ thế giới, Trung Quốc muốn tạo sự ảnh hưởng của mình để lãnh đạo thế giới này và muốn xoán ngôi của Mỹ. Và chúng ta tiếp tục theo tình hình của bài báo này như thế nào. Tuần trước, một tàu vũ trụ có thiết kế mới đã được phóng lên vũ trụ rồi quay về. Một bước tiến của Trung Quốc trong việc xây dựng trạm vũ trụ của Trung Quốc dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Giải thưởng sáng tạo quốc gia lập ra vào năm 2017 và tổ chức 3 năm một lần. Những người chiến thắng đầu tiên bao gồm đội nghiên cứu vệ tinh Baidu, tên lửa Long March 5 và tàu chiến tích hợp hệ thống điện tại Đại học Kỹ thuật Hải quân BLA. Và khi Trung Quốc họ phát triển được những loại vũ khí hiện đại như vậy thì dĩ nhiên họ sẽ có những động thái như thế nào. Và chúng ta cũng biết rằng trong những ngày gần đây thì Trung Quốc liên tục gây hấn ở trên Biển Đông. Và tin tiếp theo của chúng tôi là sự lộng hành của Trung Quốc trên Biển Đông. Xin thưa quý vị, Trung Quốc thì chưa bao giờ muốn yên ổn cả. Một mặt thì họ gọi là muốn hòa bình ổn định, nhưng mặt khác họ lại dùng đủ mọi chiêu trò để họ khuấy nhiễu, họ muốn độc chiếm và họ muốn bành trướng ra khắp thế giới. Thì chúng ta cũng thấy rằng hiện nay quân đội thế giới với vỏ bọc là những doanh nhân, với vỏ bọc là những nhà đầu tư đã vươn cái vòi bạch tuộc của mình ra hầu như khắp năm châu. Sự lộng hành của Trung Quốc trên Biển Đông. Quân đội Trung Quốc đang tiến hành tập trận bắn đạn thật ở khu vực gần bán đảo Lôi Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, nơi gần sát với đảo Hải Nam. Truyền thông nước này tường thuật cuộc tập trận diễn ra tại vùng cửa ngõ đi vào Biển Đông, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bắt đầu từ hôm thứ Bảy, giữa lúc căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung đang gia tăng liên quan tới nhiều vấn đề, trong đó có chủ đề tranh chấp Biển Đông và Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. Kênh truyền hình Hoàn Cầu thuộc truyền hình quốc gia Trung Quốc hôm qua đăng một đoạn video với nội dung nói các chiến đấu cơ thuộc một lữ đoàn không quân trong lực lượng hải quân của Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam bắn đạn thật xuống mục tiêu trên biển. Bản tin của Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời một chuyên gia quân sự Trung Quốc nói việc tập trận nhiều khả năng sẽ gồm các hoạt động không đối hạm và không đối không của các chiến đấu cơ quân đội Trung Quốc. Chuyên gia này cũng hy vọng rằng đây sẽ là lần tập trận chung với sự tham gia của các binh chủng khác nhau, trong đó có hải quân và pháo binh, với việc sử dụng hệ thống phòng không bằng tên lửa đạn đạo của Trung Quốc. Tin cho hay lần tập trận này sẽ diễn ra trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ từ thứ Bảy đến thứ Hai tại một vùng biển rộng lớn hình chữ nhật ngoài khơi bán đảo Lôi Châu. Giai đoạn 2 từ thứ Ba cho tới chủ nhật ở khu vực nhỏ hơn, hình tròn với bán kính 8 km, nhằm
nằm bên trong các vùng biển đó theo thông báo của quân đội Trung Quốc. Đạn thật với hỏa lực mạnh sẽ được bắn ra và dân chúng được yêu cầu không đi vào vùng biển trong thời gian diễn tập. Trung Quốc gần đây đã liên tiếp có các cuộc tập trận ở Biển Đông gồm được thao diễn bắn đạn thật của máy bay ném bom thuộc Hải quân của Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam Quân Giải phóng Trung Quốc. Máy bay ném bom diễn tập tuần tra ban đêm trên biển trong các ngày 10 và 12 vừa qua. Máy bay chống tàu ngầm diễn tập hồi đầu tháng vừa qua. Hoàn Cầu Thời báo trích dẫn các thông cáo báo chí của quân đội Trung Quốc. Cuộc tập trận mới nhất diễn ra vào lúc quân đội Mỹ có nhiều hoạt động mạnh mẽ ở Biển Đông. Như chúng ta cũng biết rằng trong những ngày vừa gần đây, hầu như quân đội của Hoa Kỳ, đặc biệt rằng các tàu tuần duyên của Hoa Kỳ đã hoạt động rất là mạnh mẽ ở trong khu vực Biển Đông để hòng ngăn chặn sự bành trướng của Hải quân Bắc Kinh. Như tin đã đưa, Hoa Kỳ hồi đầu tháng đã triển khai 2 tàu hàng không mẫu hạm cùng các đội tàu hộ tống, tàu chiến tiến vào Biển Đông và gửi máy bay do thám vào khu vực này. Tuần trước, lần đầu tiên Washington bác bỏ các đòi hỏi trên Biển Đông của Trung Quốc đối với Biển Đông, nơi mà nhiều nước khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Chúng ta thấy đó, Trung Quốc luôn tuyên bố chủ quyền về Biển Đông, và cái sự tuyên bố này đã dẫn đến một cuộc kiện cáo của Philippines đã kiện phía Trung Quốc đưa ra tòa án La Hay, nhưng cuối cùng về phía Trung Quốc họ không chấp nhận phán quyết của Liên Hợp Quốc, của tòa án La Hay. Cho nên mặc dù rất là nhiều nước phản đối về cái sự bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông, nhưng hầu như không ai can thiệp được. Hiện nay chỉ có Hoa Kỳ mới là một lực lượng đối trọng để có thể kiềm hãm được phía Trung Quốc và có thể kiềm hãm được quân đội BLA của Trung Quốc. Vì hiện nay quân đội BLA của Trung Quốc đã phát triển rất là nhiều vũ khí, cũng như là những vũ khí hiện đại nhất, kể cả vũ khí hạt nhân và tàu ngầm mang các loại đầu đạn hạt nhân. Như vậy thì Trung Quốc có sợ Mỹ hay không? Hay là Trung Quốc có muốn đối đầu trực diện với Trung Quốc, với Mỹ hay không? Xin thưa với quý vị, chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu về những thông tin này như thế nào. Bản tin tiếp theo, Trung Quốc tố cáo Mỹ đưa máy bay do thám vào vùng nhận dạng phòng không. Không quân Mỹ vừa điều máy bay do thám đi vào vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc IDIZ ở biển Hoa Đông và đi qua khu vực bầu trời eo biển Đài Loan hôm 10 tháng 12 vừa qua. Sáng kiến theo dõi tình hình Biển Đông thuộc Đại học Bắc Kinh cho biết như vậy hôm 11 tháng 12. Theo như tin đã đưa, máy bay do thám của hãng Lockheed chế tạo đã đi dọc suốt chiều dài của IDIZ ở Biển Đông trước khi quay lại các tỉnh Phúc Kiến 52 hải lý và bờ biển Đài Loan 70 hải lý. Hồi tháng trước, Hoa Kỳ cũng điều 2 máy bay ném bom từ căn cứ hải quân Anderson ở đảo Guam bay vào khu vực IDIZ của Trung Quốc ở Biển Đông, khiến quân đội Trung Quốc phải điều máy bay lên theo dõi. Theo như những tin về phía quân đội Trung Quốc đưa tin, thì Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi số lần điều máy bay do thám vào gần Trung Quốc kể từ năm 2009 trở lại đây. Không quân Mỹ đã cho máy bay bay vào khu vực Biển Đông hơn 1.500 lần một năm, trong khi Hải quân Mỹ 1.000 ngày kỷ lục ở khu vực này trong một năm. Như vậy chúng ta thấy Mỹ luôn luôn muốn kiềm hãm Trung Quốc trong mọi mặt,
Mặc dù Trung Quốc họ tuyên bố chủ quyền hay là họ gọi là vùng biển phía Nam của họ và vùng biển phía Đông của Việt Nam thì họ gọi là China Sea, nhưng mà về mặt pháp lý Mỹ không công nhận. Và tiếp theo như thế nào? Trung Quốc đưa tàu tiếp 075 đầu tiên đến đóng tại Hải Nam giữa căng thẳng trên Biển Đông. Trung Quốc chưa bao giờ muốn thế giới nào hòa bình. Họ luôn luôn muốn tạo ra mọi sự kiện để nhằm khuếch trương thân thế của mình. Tàu tấn công đổ bộ bằng trực thăng tiếp 075 đầu tiên của Trung Quốc dự kiến sẽ được triển khai ở Biển Đông chứ không phải Biển Hoa Đông, gọi là theo South China Morning Post loan tin vừa nói hôm 10 tháng 12. Các hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Washington thu được hồi tháng trước cho thấy tàu tấn công đổ bộ được đặt tại Tam Á trên đảo Hải Nam ngay ngưỡng cửa Biển Đông. Tàu tiếp 075 được thiết kế cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra để cố gắng chiếm Đài Loan và có thể được vào biên chế Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của quân đội Trung Quốc BLA. Một cựu sĩ quan BLA đăng tải thông tin vừa nói trên trang War Industry Plus Technology hôm 7 tháng 12. Tiếp 075 dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm tới, sau đó được biên chế cho hạm đội Hải Nam. Tàu có thể chở ước tính khoảng 30 máy bay trực thăng và hàng trăm binh sĩ. Đây là tàu tấn công đổ bộ lớn nhất của Trung Quốc và là tàu lớn thứ ba trên thế giới sau các lớp WAP của Hoa Kỳ. Theo nhà bình luận quân sự Song Yong-win, nếu BLA muốn chiếm Đài Loan, các chỉ huy của chiến khu phía Đông và phía Nam cần phối hợp trong chiến dịch chung. Còn Biển Đông với điều kiện phức tạp hơn và phù hợp để tiếp 75 trải qua các cuộc thử nghiệm toàn diện trên biển trước khi sẵn sàng chiến đấu. Tiếp 075 có thể được biến thành sàn đáp trên biển phục vụ chiến dịch không kích đảo Đài Loan nếu lực lượng BLA phát động chiến dịch quân sự nhằm vào hòn đảo này. Theo bản tin, quân sự của Trung Quốc có thể nhắm vào hòn đảo Lulishin. Cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan cho biết Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sử dụng vũ lực nếu cần. Trang web của Hải quân Trung Quốc cho biết nước này vừa tổ chức diễn tập bắn đạn thật 9 ngày tại Biển Đông, kèm theo các bức ảnh cho thấy một trực thăng vũ trang hạ cánh trên boong tàu, nhưng không nêu rõ ngày hoặc liệu tiếp 075 có tham gia hay không. Cục Hải địa của Trung Quốc trước đó đã thông báo cấm toàn bộ tàu đi vào khu vực biển xung quanh các đảo Lôi Châu sát đảo Hải Nam từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 12 tới. Như vậy chúng ta thấy về mặt quân sự của Trung Quốc hiện nay cũng rất là mạnh. Trung Quốc luôn nghiên cứu tất cả các loại vũ khí và họ muốn chiếm luôn Đài Loan. Họ không bao giờ muốn công nhận Đài Loan là một đất nước tách rời. Và họ đã nói họ sẵn sàng đánh đảo Đài Loan. Nhưng chúng ta cũng biết đó, nếu Trung Quốc mà đụng đến Đài Loan thì chưa chắc rằng Trung Quốc đã thắng. Bởi vì chúng ta biết rằng sự hậu thuẫn của Đài Loan và sự mạnh mẽ của bà Tổng thống Thái Anh Văn là cho chúng ta thấy một thông điệp rằng Mỹ luôn luôn sát cánh cùng với Đài Loan. Như vậy thì bản tin của chúng tôi đến đây đã tạm dừng. Cảm ơn quý vị
đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy chia sẻ và để lại những lời bình luận, và nếu chúng tôi có thể trả lời trong những cái trường hợp mà có những gì sai sót, hoặc là chúng tôi có thể trả lời những gì trong sự hiểu biết của chúng tôi. Một lần nữa, VN Live cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi những buổi livestream của chúng tôi như thế này.